Để chú con lần một mẹ ơi. Con này mẹ, mẹ ra mẹ cái không có thiệt ra mẹ không chết rồi. Để thứ thứ ra đi là con này mấy ngày tắt rồi. 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 Bác ăn cho nó khỏi nhà mồm nhận miệng nào. Chiều, đau chân xa xôi quá con. Vâng, đúng rồi, anh Cường. Điệu. Bác có tận tình nhà con không? Bác có nhớ chị con không? Mẹ đi đâu? Đi vào đây rồi. Vào đây. Mẹ đi về đây này. Có điều đây, có chưa thể đi được, đi phải ngất. Đi rồi sao? Chân vẫn rung, bao giờ phải ngất thẳng rồi đi được. Đi rồi, ra rồi. Vẫn thở, chưa đi được. Đúng rồi. Mệt lắm nhé. Nếu mà không đi, mệt. Vâng, mệt lắm.
Thương Phong đi phải ngất. Bây giờ là đấy, chú rồi. Chưa ra đâu lâu. Bây giờ là cháu rồi nhưng mà chân không đi được. Nếu mà đi phải ngất hẳn. Nhưng mà cô bảo là bây giờ là cháu rồi, cứ biết là bây giờ là cô ấy rồi. Nhưng mà chân run vẫn chưa đi được. Này, cô chưa quay đâu. Dừng lại. Tôi video, tôi dừng, tôi ok anh Cường nhé. Ở Hưng Yên nhá ạ. Thu ạ. Chưa đi. Ở Hưng Yên Hùng. Yến nắp nắm chân cho cô, Yến nắm chân cho khỏi tê đi. Không chưa động. Bị tê chân. Bị hồn nhập anh ạ. À. Bây giờ chú Tinh có tiếng kèn trống phát lại lên không? Có tiếng kèn phát lại lên không? Dạ. Nếu mà thổi một phát bây giờ lại lên hợp tiếng kèn này lắm. Từ nãy có thổi đâu? Từ nãy có thổi đâu? Từ nãy cháu thấy ấy phát là cháu dừng lại ngay. Thế mà vẫn vào. Nhớ đâu bây giờ cứ vào tạo nên nhớ đâu cần để các cụ ngồi im thế này để cho các cụ cũng về đón con ngồi im, ngồi im đi thế cháu lại bắt đi đi đấy. Thế nhưng bây giờ cứ vào thổ lên xem thế nào này. Tại vì là từ nãy yên rồi nhưng mà hết người đó người kia nhập đấy thế nào. Bây giờ chúng mày vào chúng mày cứ sáo kèn lên thử lên kèn xem có lên không. Bây giờ cứ sáo vào sáo buồn buồn lên để các cụ đọc kinh ạ. Dương Lam cha biết đường đi cha rằng mẹ lần sơn về lặng mà trường Quy Đà Phật chăm ngoan bé khó con mà chẳng chơi với ma cha biết là đường đi A Di Đà Phật ơn cha mẹ ấy thì cứu khổ vâng con ra khỏi vẻ trầm luân A Di Đà Phật mau lỗi nơi con xin rửa sạch con cho được thanh nhà tao A Di Đà Phật đổi ơn Phật tổ biết nào cứu cho con được khỏi vào sống mẹ A Di Đà Phật tây thiên